qua khuyến học từ tủ sách tinh hoa của Thái Hoàng Phi. Nhân dịp khai trường niên học 2023-2024, chúng tôi xin được thân ái gửi tặng 1.000 quyển tập loại giấy trắng 100 trang đến các em học sinh. Món quà nhỏ này xuất phát từ tấm lòng của kênh Tủ Sách Tinh Hoa. Chúng tôi không kêu gọi quyên góp, với mong muốn khuyến khích tinh thần hiếu học của các em học sinh thân yêu. Cá nhân hay cơ sở có nhu cầu, vui lòng liên hệ email phithai2110@gmail.com để trao đổi thêm chi tiết việc trao quà. Xin lưu ý, nếu ai không thiếu thốn, xin hãy nhường cho người cần thiết. Tủ sách tinh hoa trân trọng